chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Tùy Biến Game của mình. Thì hôm nay mình sẽ chiến tiếp tục cái bảng game ARK Mobile. Hôm nay sẽ là một cái video đi hướng dẫn cho các bạn cái cách đi hang. Đi hang nhưng mà sẽ có một cái đặc biệt, đó là mình sẽ bung hang nha. Đầu tiên mọi người cứ vào hang rất là bình thường, sau đó là anh em sẽ bấm gì nhỉ? Ta đi sớt, đúng rồi. Mọi người sẽ vào hang và bấm ta đi sớt. Sau đó là mọi người cứ vào hang và đi bình thường thôi. Cái hang này thì nó là hang hôn te, đúng rồi. Hang này thì nó dễ đi. Thì đầu tiên mọi người vào hang thì nó chỉ có một lối đi thôi. Bây giờ vào hang thì bên này có hai lối. Ngoặt sang bên trái thì nó sẽ ra cái chỗ này. Chỗ này có cái cây tre. Chỗ này có một cái vực và sẽ đi xuống đây. Sau đó là đi thẳng. Bây giờ đi thẳng là nó sẽ đến artifact. Thì cái hang này mọi người thấy là nó không có thú. Cái hang này mọi người thấy là nó không có thú. Bởi vì là khi mọi người vào hang thì mọi người vào cài đặt bấm vào tidy search thì nó sẽ xóa bỏ thú ở trong hang. Thì đây là một cái lỗi bung game. Mọi người có thể làm cái điều này để mà xóa bỏ quái vật trong hang, mọi người sẽ đi hang nhanh hơn. Thì sau khi mà lấy artifact xong thì đương nhiên là phắn thôi. Bây giờ đi ra khỏi hang thì đi ngược lại, mọi người cứ đi thẳng. Thì cái mẹo bung hang này thì mình vô tình phát hiện ra trong những cái lần mà mình đi hang thì mình thấy nó khá là lag, nên là mình bấm tidy search cho nó mượt hơn, nhưng mà không ngờ là nó xóa luôn thú ở trong hang. Thế cho nên là mình đã phát hiện ra cái lỗi bung game này. Bây giờ hướng dẫn cho các bạn xem. Bây giờ thì đi ra thôi. Nhưng mà đi có cái hang thì nó hơi ngắn. Có lẽ là đi thêm cái hang lava đi. Từ từ đợi cho nó load. Không bị văng đâu nhở. À, ok, thế là nó không có văng. Bây giờ sẽ bay sang bên hang lava đi nốt cái hang ý. Thì các bạn nhớ để ý là khi vào hang thì game nó sẽ phải load cái bản đồ trong hang, nó sẽ loading cái đồ họa, cái map, cái bản đồ trong hang. Thì khi mà trong lúc mà nó đang load thì nó sẽ bị khựng lại. Vào hang rồi đi một đoạn là nó sẽ bị khựng lại, thì mọi người nhanh tay vào trong cài đặt bấm tidy search. Sau đó là đi rất là bình thường thôi. Thì nó sẽ mất thú ở trong hang. Cái này nó là một cái lỗi bung game, nên là nhiều khi nó vẫn sẽ có thú nha. Nếu như mà làm sai nhịp là nó sẽ không vẫn có thú ấy. Cái này là một cái lỗi bung ở trong game. Và hiện tại là kênh đang bị mất một lượng video khá là lớn, trong đó có những cái video hướng dẫn, nên là bây giờ mình phải đi làm lại. Và mong là mọi người sẽ ủng hộ. Bây giờ mình đang bay sang bên hang lava, mình sẽ đi thêm cái hang đấy. Và cái mẹo đi hang này thì cũng mình chưa có thử ở mấy cái hang kia mình toàn đi thẳng luôn, không có dùng mẹo. Không biết là cái mẹo bung hang này có đi được không. Cái này thì mọi người thử thôi. Mình thì mình không có rảnh lắm nên là mình thử hai cái hang này. Đầu game thì đi cái hang lava và cái hang hôn te thôi. Đây là cái vị trí hang này. Và bây giờ vào hang thôi. Đấy, nó đang lag này. Nó đang lag. Thì vào cài đặt bấm vào tidy search. Sau đó là đi như bình thường thôi. Mình nghĩ là mình sẽ đi hai cái hang này rất là nhanh. Chắc là video này nó tầm 10 phút. 10 phút là đi lấy được hai cái artifact. Ok, chỗ này không có quái luôn. Rất là đơn giản. Thì đây là một cái bung hang. Cái này thì nó là lỗi game, nên là có thể sẽ một ngày nào đó nhà làm game người ta phải sẽ fix lại. Nhưng mà bây giờ dùng được thì cứ dùng thôi. Được rồi, hang này thì đi auto bên phải. Hang này thì nó dễ đi, chỉ cái là nhảy nó hơi khó.
nuột không? Anh em thấy là đi hang có nuột không? Cái này đi nhiều nó quen thân. Ok, mình đã đến artifact. Khoan, chụp bức ảnh cái đã, làm gì nhanh. Được rồi. Như vậy là cái video này chỉ hướng dẫn cho mọi người cái lỗi bung hang. Mọi người có thể lợi dụng cái lỗi bung hang này đi hang cho nó nhanh, cũng như là đầu game dùng cái mẹo này mà lấy artifact. Hôm nào sẽ quay thêm một series mới, bởi vì là những cái series cũ nó bị xóa rồi. Nó bị xóa video là do mình có sử dụng nhạc có bản quyền, mình sợ bị ăn gậy nên là mình sẽ xóa luôn. Nên thành ra là có những cái video nó, có những cái series nó bị thiếu video. Bây giờ phải cày lại. Cái này thì cho nó chắc ăn. Cái hang này thì mình nói rồi, hang này đi bên phải là nó sẽ đỡ artifact. Cái này nó là lỗi nha, nó là lỗi bung hang. Nên là cái này nhiều khi nó vẫn có quái đấy. Nếu như mà làm sai nhịp là vẫn sẽ có. Mọi người cứ tua chậm cái đoạn mà mình đi vào ở đầu hang, ở hang Hunte cũng như là cái hang lava này. Khi mà vào thì nó sẽ loát mát, nó sẽ loading cái bản đồ trong hang. Khi mà vào thì nó sẽ khựng lại một tí. Thì sau khi mà khựng xong, vào cài đặt bấm Style Desert. Nhưng mà từ từ phát, biết đâu nó văng ấy. Chạy hang thì gọi là trình độ nó quá là nuột rồi, nhưng mà đi ra khỏi hang thì nó lại là câu chuyện khác. Cái này thì thôi. Cái đoạn này khá là kịch tính ấy. Khá là kịch tính. Ok. Các bạn xem video tặng một like và đăng ký nha. Mình đang khôi phục lại cái kênh. Thành ra là sẽ phải làm một số video hướng dẫn. Thì game này người mới chơi làm sao mà chơi được. Mình cùng với đồng bọn là phải gọi là giúp đỡ nhau chứ. Thì gì đấy. Con nào nó đi bên ngoài, hình như là con Bronto hay là con Titan. Titan rồi. Bronto nó làm gì giọng như thế này. Lại bảo sai, Titan kìa. Đây là hai cái anti-fake, một cái hang Hunte và một cái hang Lava. Tiện thở là sẽ hướng dẫn luôn, đang có một cái lỗi bung nữa, đó là cái lỗi bung đam. Ok, làm miếng thịt. Thì mọi người lấy cái ống nhòm. Mọi người cưới một con thú nha. Thú mà có phần trăm đam càng cao càng tốt. Bởi vì đam càng cao thì sát thương càng to. Mọi người lấy ống nhòm và mở nó lên. Làm như này này. Lấy ống nhòm ra nha, đó. Sau đó là đánh. Ok. Đầu tiên là lấy ống nhòm ra, sau đó là soi vào cái con mọi người muốn đánh nó. Sau đó là gây sát thương thì đam nó sẽ được búp lên rất là nhiều. Đây là một cái lỗi có từ lâu rồi, nhưng mà nhà làm game người ta không thèm fix. Bởi vì là nhà làm game người ta biết thừa là kiểu gì mấy ông cũng chơi hack, chơi mod, hay là người ta cũng kệ. Thành ra là có nhiều lỗi người ta không thèm fix. Lấy ống nhòm ra nha, sau đó là xả sát thương. Và đương nhiên là phải nhòm ống nhòm vào cái mục tiêu rồi. Ok. Bye bye.